trung quốc đất nước với nền kinh tế vượt trội so với việt nam thì đương nhiên cách chơi cách tiêu tiền của dân chơi bên ấy cũng khác hẳn tuy cũng là thằng chơi bời chẳng có trò gì ở việt nam mà nó chưa chơi, chơi tất cả những nơi hay nhất đẹp nhất sang nhất thác loạn nhất chắc nó cũng đã ghé thăm gần hết nhưng khi sang bên này nó vẫn cảm thấy choáng ngợp bởi cách chơi cách người ta tổ chức cuộc chơi a đông dẫn anh em nó vào một căn phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển nó như bị lạc vào cung điện nào đó tuy đơn giản nhưng rất xa hoa lộng lẫy ngay trước mắt nó là bộ sofa thiết kế với nhiều đường nét sắc sảo với những đường viền mạ vàng toát lên về sang trọng rực rỡ điểm nhấn của căn phòng cũng là điểm lạ và khác biệt trong cách thiết kế. Chiếc giường ngủ, mà nhìn thôi, người ta cũng cảm thấy nó êm ái. Vách đầu giường bọc nhung với gam màu đỏ ấn tượng. Mọi chi tiết trong phòng đều thu hút ánh nhìn bằng các đường nét uốn lượn uyển chuyển. Căn phòng này được thiết kế sinh động nhưng lãng mạn, đơn giản nhưng quyền quý kiêu sa. Nó từng chơi trong rất nhiều căn phòng. Chơi gì thì thiết kế theo kiểu để chơi cái đó. Bước vào phòng này, nó không hiểu. Vào đây sẽ làm gì, chơi gì? A à Đông gọi người mang vào một thứ trong suốt. Chiếc bình lớn có hình con rồng cuốn quanh trụ đá. Phía trên có thứ nhìn như tẩu thuốc. Cũng hơi giống cái cống chim, song song với ống thủy tinh gắn với một ống dây. Tuy ô dài cắm vào phía trên trụ đá cùng với một bịch lớn. Bên trong có các cục, lớn thì như cục tẩy, nhỏ thì như viên bi, nhìn như đường phèn nhưng màu vàng chanh. A Đông lấy ra một cục, dùng cái thứ như thìa, ghẻ vỡ cục này thành mấy phần, rồi cho vào nõ tẩu. Hắn rút trong túi ra chiếc bật lửa khò, hơi nhẹ nhẹ phần đáy chiếc tẩu mấy cục trong nỏ dần chảy ra sôi ùng ục lúc này a đông thôi không hơi nữa hắn nói xì xồ mấy câu tiếng anh nói rằng đây chính là món mới muốn mời anh em nói chơi hắn nói qua qua về cách chơi đơn giản chỉ cần lấy hơi rồi kéo nhẹ đều và dài cho đến hết hơi phải nhả ra ngay sau này nó mới biết nếu không nhả ra ngay, sẽ bị đầy bụng, khó chịu. Mấy thằng không biết chơi luôn phải nhịn đánh rắm khi hãm chặt khói trong bụng. Chơi vài khói, chẳng thấy gì khác biệt. Nó với tát ao, nói với A Đông điều đó. Hắn cười lớn rồi trả lời. Đẳng cấp nó là ở chỗ ấy. Rồi nói thêm. Chơi đá, làm người ta thêm tỉnh táo, đầu óc minh mẫn hơn người ta có thể làm việc xuyên ngày xuyên đêm, không cần ngủ nghỉ. Và đặc biệt hơn nữa là tăng ham muốn, tăng khoái cảm trong chuyện tình dục. Nó với ông anh cứ chơi. Càng chơi, càng không thấy gì, lại càng muốn chơi nữa. Vừa chơi, vừa tán chuyện, bốc phét lung tung đủ thứ trên đời. Đến khi mỗi thằng chơi được khoảng đôi ba chục khói, A à Đông nhìn hai anh em nó thấy hai thằng quá tập trung vào việc chơi. Hắn cười lớn rồi hô to. Đến lúc thi đấu rồi. Hắn gọi to. Ngay sau đó, cửa mở và bước vào là 12 em đẹp như hoa hậu. Vô cùng sexy. Xếp hàng ngang, ánh mắt mười mọc. A à Đông hỏi tắt ao. Chia ba chứ? Ngay ở đây cho vui chứ? Chẳng chờ anh em nói trả lời, A à đồng vô lấy một em, nhanh chóng tụt quần áo, nện ngay tại chỗ. Trong lúc nện, hắn vẫn nói chuyện với tất ao rằng mấy em này làm thì đặc sắc lắm, khác bên Việt Nam lắm. Chơi đi. Tùy cũng dạo dực lắm, nhưng không thích chơi kiểu thú vật bầy đàn, nên nó ngại và tạm thời ngồi xem. Sau lần ấy. Cuộc sống của nó với ông anh gắn liền với đá. Bất kể đi đâu, làm gì, trong người nó cũng có sẵn hàng để chơi. A à Đông sẵn sàng gửi quà khi anh em bên này hết. Hắn muốn hợp tác với anh em nó để làm hàng, nhưng Tát Ao vẫn chưa quyết định. Nó với Tát Ao có thể ngồi chơi đá hàng giờ, hàng ngày, thậm chí hàng tuần. Chỉ những khi có việc không thể đừng, bọn nó mới nhấc đít lên đi Thực ra, đây là đam mê và cũng là điểm chung duy nhất giữa nó với tát ao. Khi có đá, chúng mới có thể tâm sự xuyên ngày xuyên đêm, tâm sự cả những chuyện riêng tư mà khi tỉnh táo chắc chẳng bao giờ nói. Chính vì thế, nó được biết nhiều hơn về ông anh mình. Trước đây, tát ao sang Úc theo diện di cư có ngành nghề. Định cư bên ấy, lấy vợ, sinh con rồi mở lò bánh mì cuộc sống cũng ổn định nhưng không chịu dừng lại ở đó ông anh muốn hơn người sau một thời gian sống bên ấy tat a có quan hệ khá thân thiết với vài băng nhóm chủ yếu là dân á châu và biết thêm vài mánh khóe để kiếm tiền nhanh hơn dễ dàng hơn trong số ấy làm ma túy mang lại lợi nhuận lớn nhất Dân châu Á khi nhập cảnh vào Úc luôn bị kiểm tra kỹ hơn. Dân các nước khác không biết thế nào. Chứ dân Việt Nam, kể cả sang du lịch, cũng phải có sơ yếu lý lịch. Bởi ma túy bên ấy chủ yếu xuất xứ từ dân gốc Á, trong đó có dân Việt. Tát ảo móc nối được vài đường dây vận chuyển, rồi làm trung gian, cấp thuốc cho bọn nhọ bán lẻ. Làm được một thời gian, hắn bị phát hiện và bị trục xuất về Việt Nam vợ con hắn đành về theo. Mặc dù vậy, ông anh vẫn vác về được số vốn đủ để làm ăn. Thời gian đầu, hắn chỉ chủ yếu giao lưu, tìm các mối quan hệ, tìm hướng làm ăn. Vài lần xuống đất Hải Phòng, hắn quen bà chị Tê Bangkok, cốc, rồi yêu luôn em gái chị Tê. Từ đó, mà ý định làm ăn ở casino xuất hiện. Mỗi người lo một mảng. Dưới giang hồ có bà chị lo liệu còn hắn dùng tiền và các mối quan hệ có sẵn từ trước của gia đình lo phía chính quyền. Thời gian đầu vẫn đến, việc làm ăn suôn sẻ, kiếm tiền dễ dàng, làm tát ao sinh chủ quan, tự phụ. Hắn liên tục có các quyết định không nét như thời gian đầu, nhất là trong khoản cho vay, bảo lãnh tín dụng, số các nợ không kiểm soát và thu hồi được ngày càng lớn. Chính vì thế, các cuộc thanh toán, thanh trừng liên tục xảy ra nhằm thu tiền về. Nhưng không mấy hiệu quả. Bởi các con nợ khi đã hết vị thì có đánh chết cũng chẳng ra xu nào. Việc làm này bắt đầu có dấu hiệu đi xuống, thu nhập không được như trước. Các vụ việc gây đau đầu hại não ngày càng nhiều. Lại nói đến ông anh D làm trong ngành hải quan. Thời gian đầu, ông anh này luôn tỏ ra có ích cho các cuộc làm ăn nhưng càng về sau cũng như tắt ao. Tiền kiếm quá dễ dàng và lại sẵn có màu ăn chơi. Hắn cũng lao vào các cuộc chơi. Đam mê lớn nhất của hắn là mấy trò đỏ đen trong casino. Lúc đầu chỉ là để chơi giải trí. Sau thua nhiều đâm ra cay cú, hắn chơi mạnh. Đương nhiên, hắn toàn thua là chính. Tính sĩ diện, làm hắn muốn dừng cũng chẳng thể dừng kể cả khi hắn hết tiền. Bởi nếu chơi ít đi hay nghỉ chơi, khác nào tự khai rằng mình hết vị. Nhà với xe cắm hết ngân hàng rồi. Hắn tìm tắt ao để mượn tiền, để tiếp tục cuộc chơi. Số tiền ngày càng lớn, bởi có mấy người cầm được tiền ở xong về đâu. Hắn đương nhiên có trong danh sách các con nợ của tắt ao. Sau thời kỳ kiếm tiền như nước, bởi ham chơi không để ý làm ăn không kiểm soát khách chặt chẽ như thời gian đầu nên tiền kiếm được ít hơn số con nợ ngày càng nhiều tắt ao điên cuồng đi thu hồi nợ đương nhiên cả ông anh đê hải quan cũng phải đòi tuy không thể đòi như đòi khách vì đê dù gì cũng là anh em cùng quẫy nhưng vẫn phải đòi thời điểm ấy đê đã như nghiện cờ bạc hắn còn xin nghỉ phép không lương chỉ để đi sới và xây tiền nuôi đam mê tắt ao đòi đê đê không có khả năng trả khi xây được tiền hắn còn phải nuôi đam mê của hắn có lẽ trong đầu hắn nghĩ khi nào thắng lớn mới trả bởi lúc ấy hắn không chỉ nợ mỗi tắt ao hắn nợ ngập đầu chơi ở đồ sơn không đỏ hắn sang tận campuchia đổi vận nhưng vẫn vậy trong lúc quẫn cùng ấy tát ao liên tục nhắc hắn chuyện tiền nong làm hắn nổi điên hắn với tát ao mâu thuẫn lớn bởi cách giao tiếp chứ không hẳn vì số tiền hắn nợ bản tính đê thích thể hiện luôn nghĩ mình hơn người khi bị tát ao đòi tiền lúc đầu còn khất tử tế sau bị thúc giục nhiều quá hắn nói như không muốn trả mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm là trong lần hắn gọi tát ao lên khách sạn rồi xí súng vào đầu tát ao cảnh cáo tát ao đây có lẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn hành động này đưa hắn đến nơi mà hắn không thể lừng trước và cũng không kịp chuẩn bị tâm lý trước khi lên đường tát ao vốn không phải kẻ có máu côn đồ hắn không bao giờ tổ chức cho mấy thằng đàn em đi xử lý kẻ khác khi chưa suy nghĩ trước sau với sự việc đê hải quan hắn chẳng thể chia sẻ với người ngoài chỉ những người hắn coi là anh em thật sự người trong nhà hắn mới có thể cho biết chuyện bởi đây không phải chuyện nhỏ cũng là việc làm hắn cảm thấy mất mặt tát ao âm thầm tính toán việc trả thù đê trong khi không thể hiện ra ngoài mặt mối hận này chỉ vài người được biết chuyện, trong đó có hai bà chị cùng nó, thằng em hắn coi là em thân thiết. Hàng ngày, Tát Ao với nó vẫn chơi đá. Đây gần như đã là món không thể thiếu cho cuộc sống của hai thằng. Thời gian chúng nó ở bên cạnh nhau rất nhiều, và chủ yếu là ngồi cùng nhau bù đá. Đấy cũng là những lúc Tát Ao chia sẻ tâm sự, nỗi uất ức trong lòng với hắn thù này không thể không trả và luôn cho rằng mình không xử đê thì đê cũng sẽ bắn mình hắn muốn nó cùng nghĩ phương án trả thù lúc đầu nó không tán thành nó nghĩ rằng làm như thế sẽ chẳng ai được gì hơn nữa thời điểm ấy nó đang muốn tách ra và cũng đã tích lũy được một khoản tiền đủ để đầu tư làm ăn theo hướng khác nó nhiều lần khuyên tắt ao không nên giải quyết theo cách đó nhưng tắt ao vẫn luôn cố thuyết phục nó việc này ngoài nó hắn chẳng biết tâm sự cùng ai không biết tin ai hai thằng nó phân tích thời điểm ấy đê nợ nần rất nhiều số tiền hắn nợ là con số khổng lồ không thể thanh toán hắn nợ từ người thân quen đến các đối tác khi trước hắn nợ từ trong nước ra nước ngoài số nợ bên campuchia chiếm phần lớn trong số ấy hắn sang chơi rồi nhờ người bảo lãnh nợ cả đống tiền rồi chuồn về việt nam nhưng lại có biểu hiện không muốn trả vì thế rất nhiều kẻ muốn xử đê không chỉ vì tiền mà còn cả vì danh dự vì cách cú nên nếu có xảy ra chuyện với đê thì người ta khó có thể tìm được nguyên nhân nhưng cũng không thể xử đê ngay vì chuyện chơi khách sạn mới diễn ra cách đây không lâu và không đảm bảo là d cũng như tát ao không cho ai biết chuyện vì thế sẽ đợi thêm một thời gian nữa mới có thể tiến hành trong thời gian chờ đợi tát ao và nó sẽ phải tìm ra kẻ có thể làm việc gọn gàng mà không để dây dưa lằng nhằng sau khi xử d mọi việc vẫn phải đảm bảo kín đáo tuyệt đối rất nhiều cái tên được liệt kê nhưng đều bị loại trừ. Bởi bọn chúng là những kẻ hiểu chuyện, quên biết cả hai phía lại ở xung quanh địa bàn hoạt động của bọn nó. Tôi yêu nhất là tìm được người không quen biết ai, không hiểu quan hệ của bọn chúng nó, và nhất là kín mồm kín miệng. Nhưng việc chọn lựa gần như bế tắc, bởi tìm được người như thế rất khó, gần như không thể. Trong thời gian ở Hải Phòng làm ăn, nó rất ít về hà nội khi việc tìm người làm vụ xử đê đang bế tắc thì một lần tình cờ trong khi về nhà hắn gặp tê con người cùng phố nó trước đây tê đừng là đàn anh nó khi còn nhỏ tê đã ba lần gây án đi trại hắn là kẻ chẳng việc gì không dám làm và hơn nữa hắn nghiện nặng lại dính sida chính hắn chia sẻ với nó rằng hắn không thể sống lâu nữa hắn cảm thấy thế những đặc điểm này của tê con làm nó thấy người chúng nó muốn tìm đã xuất hiện. Tê con dám người nhỏ thó. Mỗi khi va chạm, đối thủ thường nghĩ sẽ dễ dàng ăn tươi nuốt sống hắn bởi ngoại hình ấy. Nhưng tất cả đều nhầm lẫn, bởi kết cục không như chúng nghĩ. Tê nhanh nhẹ, linh hoạt không tưởng và lại rất lì lợm. Từ nhỏ, hắn đã lang thang bến tàu bến xe, tham gia rất nhiều phi vụ từ trộm cắp vặt đến cướp bóc chấn lột, rồi thi thoảng cũng làm vụ lớn với các đàn anh. Tuy không khát máu, nhưng cực kỳ liều lĩnh. Hắn là nỗi sợ hãi vì những đứa được coi là kẻ thù. Trong đầu tê, cuộc sống này như một bãi chiến trường, và hắn như một chiến sĩ ngoài mặt trận, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, bất kể kẻ địch là ai, và bằng mọi cách phải giành phần thắng. Đúng ra, một đứa với bản chất như tê. Hắn phải có chỗ đứng trong giang hồ, phải là kẻ có số má thực sự. Nhưng chỉ bởi lý do này mà hắn vẫn mãi chỉ lẹt đẹp, chẳng tìm được chỗ đứng cho mình. Hắn nghiện heroin, hắn nghiện nặng, ngày trích hai cữ, mỗi cữ đôi ba phân. Vì thế, bằng mọi cách, hắn phải xoay bằng được tiền để mua thuốc trích. Hắn liên tục dính vụ này vụ kia Đương nhiên là toàn những vụ linh tinh vớ vẩn. Ai nhờ ai gọi bất cứ việc gì cũng sẵn sàng lên đường, miễn là kiếm được chút ít. Hắn tự biết mình dính sau chục năm nghiện ngập. Cặp kè với bọn đàn bà cũng nghiện, đa phần là gái bán hoa. Rồi thi thoảng vật quá hay không đủ tiền, hắn trích chung với đứa khác. Vài đứa xét nghiệm dính sida rồi chết. Vì thế, hắn dính bệnh là điều đương nhiên hắn luôn nghĩ mình chẳng thể sống lâu nữa và muốn làm một vụ lớn, kiếm kha khá tiền để chơi dần. Sau khi biết nó đang cần người làm vụ lớn dưới hai phòng, tề còn đồng ý với yêu cầu rất đơn giản. Nửa bánh thuốc hoặc lượng tiền tương đương và phải kiếm cho hắn hàng nóng chưa qua sử dụng. Việc trả thù của ông anh tắt ao coi như đã xong. Bởi giao cho kẻ như tê thì quá yên tâm hắn không chỉ là kẻ dám làm hắn còn biết nghĩ ba lần hắn đi trại lần đầu tụ tập với đám bạn đi cướp lần thứ hai hắn nhận đánh thuê lần gần đây thì giúp mấy ông anh thanh toán hận thù cả ba lần này hắn nhất quyết chẳng khai ai cùng làm ai đứng sau với hắn nói là làm có gan làm phải có gan chịu trước sau như một dù nghiện nhưng vẫn phải có nghĩa khí của dân giang hồ vì thế hai thằng nó rất tin tưởng sau ba ngày mọi yêu cầu của tê con được đáp ứng đầy đủ nó với ông anh tắt ao còn cho thêm tê ít tiền để tâm lý hắn thoải mái yên tâm công tác không tham gia mấy vụ linh tinh mà ảnh hưởng việc lớn nhưng người tính không bằng trời tính việc xảy ra với tê chẳng ai ngờ Kết cục của hắn là hệ lụy của những năm tháng nghiện ngập. Hắn đã tự ươm mầm, nuôi được con thần chết trong mình và chẳng thể thoát khỏi điều hắn dự đoán trước. Hắn chết trước ngày lên đường làm vụ lớn. Hôm ấy, cũng như bao ngày, trong người hắn lúc nào chẳng có súng và đạn, tức là xi lanh và thuốc. Hắn lang thang đầu đường chơi sóc đĩa. Bình thường phải say sở các kiểu mới có đủ thuốc chơi này có sẵn Vừa chủ quan lại vừa muốn thể hiện Hắn chơi tăng liều Do cơ thể đã suy nhược Sức khỏe lại không được như trước Hắn chỉ vì muốn phê hơn mọi ngày Mà tự giết mình Hắn sốc thuốc rồi chết ngay tại chỗ Việc này làm nó và tắt ao bất ngờ Nhưng biết trách ai Nó với ông anh lại phải tìm phương án khác Nhưng vẫn như trước đây việc tìm người có thể tin tưởng giao làm vụ như thế cực kỳ khó mối hận giờ đã bám sâu trong lòng tát ao hắn không thể không trả thù hắn đề nghị nó một chuyện mà hình như hắn đã ấp ủ từ lâu đó là tự tay hai thằng sẽ làm vụ này và lý do thu mình thì mình rửa và cũng bởi chẳng thể tìm ra được người nào có thể làm giúp chúng nó đây có lẽ là quyết định làm nên bước ngoặt cuộc đời của những kẻ dính vào việc này. Sống tuy chẳng mấy êm đềm, nhưng vẫn cứ dễ sang hướng khác. Có lẽ chẳng đứa nào trong chúng biết, con đường sắp tới phải bước qua sẽ ra sao. Chúng nó rất tự tin vào kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ, được vạch ra, chẳng ai có thể phát hiện ra chúng nó. Đề hải quan vẫn luẩn quẩn trong việc nợ nần nhưng hắn chẳng từ bỏ được đam mê và thói quen cờ bạc. Say được đồng nào, dù ít dù nhiều, hắn cũng ngay lập tức mò ra casino. Thậm chí có những ngày chẳng có xu nào, hắn cũng phải mò bằng được ra, dù chỉ xem để thỏa cơn thèm.